Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 40 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề của phần 40 này là 不穿的衣服做成新衣. 不穿的衣服做成新衣. Như vậy cái tựa đề này có nghĩa là gì nào? 不穿的衣服 là những quần áo mà không mặc, những quần áo không mặc tới á. 做成新衣 làm thành hoặc là chỉnh sửa thành gì đó, xin di là quần áo mới. Rồi, 不穿的衣服做成新衣. Bây giờ đầu tiên mời mọi người nghe mình đọc trước một lần, rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành phân tích nha. Hẳn tố rỉnh xì hoan mài y phụ, tan sư y xe rỉnh mài là xin y phụ, hẳn khoai chứ bu xẻng chuan lờ. 也有人家里有太多买来没穿过的衣服。 英国的Miranda Anmore 准备做一个展览。 他用人们不想穿没穿过的衣服做了很多漂亮的新衣服。 有人说希望人们可以穿上这些新衣服，不穿的衣服也可以送给朋友和家人。 Và sau đây mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn. Hẳn tố rỉnh xì hoan mài y phụ, có rất là nhiều người thích mua quần áo. Điều này thì đúng rồi, hầu như là phần lớn ai cũng thích mua quần áo. Tan sư y xe rỉnh, nhưng mà có một số người mài là xin y phụ, mua quần áo mới rồi. Hình khoai là nhanh chóng, chiêu bu sàn xoán là thì không muốn mặc nữa, tức là mua về mặc một lần thôi, hay là mua về có khi không mặc, bu sàn xoán là không muốn mặc nữa. Hình tố rỉnh xì hoán mài y phụ, tan sư y xe rỉnh mài là xin y phụ, hình khoai chiêu bu sàn xoán là. 也有人家里, cũng có, 也有人家里, 有太多, mài lại mấy chuan de yifu. 也有人家里, cũng có, trong nhà của một số các cái người nào đó, 有人家里, 有太多, có rất là nhiều, 有太多 gì nè, 有太多 yifu, phía đằng sau, 有太多, mài lại mỹ chuan quốc tại di phu, có rất là nhiều những quần áo mua về mà chưa từng mặc qua. Mài lại mỹ chuan quốc, mua về nhưng chưa từng mặc. Mài lại mỹ chuan quốc tại di phu, những quần áo mua về nhưng mà chưa từng mặc. Yên của tờ Miranda Oldman chuẩn bị cho gì cơ trản lạn. Chị Miranda Oldman này, người Anh, chuẩn bị làm một cuộc triển lãm, cho gì cơ trả lời, hoặc là tổ chức một cuộc triển lãm. Rồi triển lãm cái gì nè? Tha dung rỉnh mến bu sàng chuan, mỹ chuan qua tờ y phu. Chị ấy dùng những cái quần áo mà người ta không muốn mặc, hoặc là mỹ chuan qua là chưa từng mặc qua luôn. Tha dung rỉnh mến bu sàng chuan, mỹ chuan qua tờ y phu. Chua là đã làm thành cái gì nào? Hành tố phiêu len tài xin di phu, làm thành những cái quần áo mới, rất nhiều những quần áo mới và rất là xinh đẹp. Hành tố phiêu len tờ xin di phu. Đọc lại. Tha dung rỉnh mến bu xiàng chuan, mấy chuan qua tài di phu, chua là hành tố phiêu len tờ xin di phu. Dù rỉnh số, có người nói, xí quang rỉnh mến hy vọng mọi người, khở gì xoan sang, có thể mặc được. Trơ xe xin y phụ, có thể mặc được những cái quần áo mới này. Có người nói là hy vọng mọi người có thể mặc được những cái quần áo mới này. Bu xoan tờ y phụ, bu xoan tờ y phụ, những cái quần áo mà không mặc nữa. Dè khở gì xung kề phẫn dồ khở rỉnh chá, cũng có thể tặng cho bạn bè hoặc là người thân, người nhà. Khởi gì xung kề phẫn dụ hở cha rỉnh, cha rỉnh đây là người nhà.
Sau đây xin mời các anh chị và các bạn đọc theo mình một lần nhé. Hẳn tố rỉnh xì hoán mài y phu. Tán sư y xe rỉnh mài lơ xin y phu. Hẳn khoai chư bú sẻn xoán lơ. Dễ dù rỉnh giá lì dù thai tố mài lại mỹ xoán qua tờ y phu. Yên của The Miranda Oldman chuẩn bị cho một cái triển lãm. Tha dùng rỉn mân bú sẵn chuan, mấy chuan qua tờ y phụ. Zô lờ hẳn tố phèo lèng tờ xin y phụ. Yêu rỉnh số, xí quang rỉnh mân khở y chuan sang, trơ xé xin y phụ. Bù chuan tờ y phụ, dễ khở y xung kỳ phận yô, hở gia rỉnh. Và tiếp nữa là mọi người có thể không cần nhìn lên trên màn hình và chúng ta sẽ nghe một lần nữa, mình đọc nhanh một chút. Cái phần này là để cho mọi người luyện nghe đây, mọi người có thể tu đi tu lại và nghe cái phần này. Làm sao mà nghe thật là tự nhiên giống như nghe tiếng Việt và hiểu hết. Chứ không phải nghe hiểu không mà nghe rất là nhuần nhuyễn nghe mà không cần phải suy nghĩ giống như nghe tiếng Việt vậy thì mới được. Sau đây mình sẽ đọc nha. Hẳn tố rỉnh xì hoán mài y phu. Tán sư y xe rỉnh mài lơ xin y phu. Hẳn khoai chư bú sẵn xoán lơ. Dễ dù rỉnh giá lị, dù thai tố, mài lại mỹ xoán qua tờ y phu. Yên của tờ Miranda Oldman chuẩn bị cho một cái triển lãm. Tha dùng rỉnh mân bú sẵn xoán, mỹ xoán qua tờ y phu, cho lờ hẳn tố phèo lèng tờ xin y phu. Yêu rỉnh số, xí quang rỉnh mân khở y xoán sang, trơ xé xin y phu. 不穿的衣服也可以送给朋友和家人. Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 40. Chúc mọi người học thật vui và hiệu quả. Mọi người có thắc mắc gì cứ viết vào phần comment, mình sẽ trả lời cho mọi người trong thời gian sớm nhất. Và nhớ đăng ký nếu chưa đăng ký để các bạn có thể nhận được những cái thông tin mới nhất hoặc là những cái chương trình mới nữa mình chuẩn bị ra. Nhớ cho thầy một like. Xin cảm ơn mọi người.